Đến chiều ngày 7 tháng 4, Công an quận 1 vẫn đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa khám xét công ty tài chính nằm trong tòa nhà trên địa bàn. Trước đó, sáng cùng ngày, hàng trăm công an ập vào tòa nhà 8 tầng có nhiều văn phòng cho thuê ở số 2834, đường Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 để kiểm tra một công ty tài chính. Trước đó, ngày 28 tháng 3, Công an thành phố Thủ Đức phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khám xét công ty mua bán nợ ở chung cư Linh Tây, đường D1, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức và một công ty tài chính ở đường Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức. Ngày 7 tháng 4, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà vừa khởi tố vụ án khởi tố 4 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh nhân viên ngân hàng VB Bank và gửi đường link trang web giả mạo ngân hàng VB Bank, nâng hạn mức thẻ tín dụng để chiếm đoạt tiền. Các đối tượng này gồm Nguyễn Quốc Bảo, 31 tuổi, ở tỉnh Nghệ An, Phạm Ngọc Phong, 31 tuổi, ở Hà Nội, Phạm Minh Quỳnh, 28 tuổi, ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Cẩn Minh Phương, 30 tuổi, ở Hà Nội. Ngoài ra có 7 đối tượng khác ở các tỉnh Hà Nam, Nghệ An, Thanh Hóa. Theo điều tra, vào khoảng tháng 9 năm 2022, Nguyễn Quốc Bảo được một người quen qua mạng xã hội hướng dẫn lừa đảo bằng cách giả danh nhân viên ngân hàng, nâng hạn mức thẻ tín dụng và giới thiệu Cẩn Minh Phương để hỗ trợ cho Bảo. Sau đó, Bảo trao đổi với Phạm Ngọc Phong để tìm người lập trình trang web giả mạo ngân hàng VB Bank. Qua tìm hiểu, Phong biết Phạm Minh Quỳnh là lập trình viên tự do nên đã đặt Quỳnh làm trang web giả mạo ngân hàng VB Bank với giá 10 triệu đồng và hướng dẫn Phong cách quản lý sử dụng. Phương được Bảo giao nhiệm vụ thuê người để đào tạo cách gọi điện thoại giả danh nhân viên ngân hàng VB Bank. Thông qua mạng xã hội, các đối tượng yêu cầu bị hại truy cập vào các trang web giả mạo ngân hàng để chiếm đoạt thông tin về tài khoản như số căn cước công dân, mật khẩu, mã OTP, từ đó rút tiền trong tài khoản. Số tiền chiếm đoạt được, các đối tượng dùng đặt mua hàng trên các sàn thương mại điện tử, rồi đem bán lại cho những ai có nhu cầu. Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, đã xác định được khoảng gần 700 người bị hại với số tiền chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Ngày 7 tháng 4, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, thi thể của ông H, phó hiệu trưởng một trường trung học phổ thông trên địa bàn đã được gia đình đưa về nhà làm lễ mai táng. Trước đó, vào sáng cùng ngày, gia đình ông H đã phát hiện thi thể của nạn nhân tại khu vực Nghĩa Trang Xóm Cồn, thôn Thủy Ba Hạ, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, trong tình trạng bị cháy biến dạng. Theo lời kể của người dân địa phương, khoảng 16 giờ ngày 6 tháng 4, một người dân đi ngang qua khu vực Nghĩa Trang có thấy một đám cháy nhưng không đến kiểm tra. Chiều cùng ngày, gia đình không thấy ông H về nhà nên tìm cách liên lạc nhưng không được. Đến sáng nay, khi đi tìm thì phát hiện xe của nạn nhân ở Nghĩa Trang. Kiểm tra ở khu vực Nghĩa Trang chôn phần mộ của người thân thì phát hiện thi thể ông. Ngày 7 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa bắt khẩn cấp Huỳnh Văn Tèo, 32 tuổi, ngụ khóm 7, phường 8, thành phố Cà Mau và Mai Xuân Dũng, 32 tuổi, ngụ thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào khoảng 2 giờ ngày 24 tháng 3, cả hai đột nhập vào một cửa hàng điện thoại ở khóm 2, phường 8, thành phố Bạc Liêu và lấy trộm 85 điện thoại di động hiệu iPhone cùng 150 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản thiệt hại là hơn 1,5 tỷ đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện và bắt khẩn cấp hai đối tượng khi đang lẩn trốn ở tỉnh Cà Mau. Theo hồ sơ, Tèo từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản và hai tiền án trộm cắp tài sản. Dũng có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và một tiền án về tội cướp giật tài sản. Chiều ngày 7 tháng 4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố và các cơ quan đơn vị chức năng có liên quan khẩn trương xử lý sự cố cây xanh trong khuôn viên trường trung học cơ sở Trần Văn Ơn bị ngã đổ theo quy định, nhanh chóng xác định nguyên nhân sự cố và trách nhiệm của các cá nhân tổ chức có liên quan báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xử lý. Đối với hệ thống cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân các quận huyện và thành phố Thủ Đức chỉ đạo các đơn vị được giao quản lý khẩn trương thực hiện kiểm tra, rà soát toàn diện về tình hình sinh trưởng, khả năng đảm bảo an toàn của cây để có biện pháp xử lý kịp thời.
Đối với các cây xanh có kích thước lớn, cây cổ thụ nằm trong khuôn viên trụ sở của các công sở, trường học thuộc trách nhiệm quản lý của các cơ quan, đơn vị. Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thành phố Thủ Đức phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn kỹ thuật chi tiết về trồng, chăm sóc và cắt tỉa cây xanh, thường xuyên kiểm tra chăm sóc định kỳ. Chiều ngày 7 tháng 4, theo ghi nhận tại Sở Tư pháp Hà Nội, nhiều người phải xếp hàng lấy số thứ tự để chờ làm thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp trên đường Trần Phú, quận Hà Đông. Việc xếp hàng diễn ra từ khoảng 4 giờ sáng kéo dài suốt hơn 2 tuần qua. Cán bộ Sở Tư pháp Hà Nội cho biết do hệ thống bị lỗi nên người dân phải chờ đợi. Theo ghi nhận, người dân muốn xin cấp lý lịch tư pháp trực tiếp phải xếp hàng, kê khai 4 số cuối của thẻ căn cước và họ tên để lấy số thứ tự tại khu vực cổng. Sau đó họ vào nơi giao dịch một cửa để chờ đến lượt. Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn giao Sở Tư pháp thành phố Hà Nội khẩn trương có các biện pháp khắc phục, tăng cường việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự tại khu vực, đồng thời đảm bảo quyền lợi người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Ngày 7 tháng 4, Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang điều trị cho hai bệnh nhân bị ngộ độc do ăn thịt cóc là Đinh Thưng, 14 tuổi và Đinh Ngục, 6 tuổi, cùng trú xã Y Rong, huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai. Vào rạng sáng cùng ngày, Nguyễn Đình Thanh Tú, 2 tuổi, xã Y Rong, cùng hai bệnh nhân nói trên đã được đưa đến khoa hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện Chư Sê điều trị. Trong đó Đinh Thưng và Đinh Ngục trong tình trạng tỉnh táo, nôn ói nhiều lần, còn Tú huyết áp không đo được, đồng tử giãn tối đa. Dù được tích cực cấp cứu nhưng Tú tử vong. Sau sự việc xảy ra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai đã có biên bản điều tra kết luận cả ba ăn thịt cóc, trứng cóc nên bị ngộ độc, căn nguyên ngộ độc do độc tố có trong cóc.